Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 6 tháng 8, công an tỉnh phối hợp cùng công an thành phố Vĩnh Long bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long với hình thức đánh bài đá gà qua mạng internet và game bắn cá ăn thua bằng tiền do ông Phạm Văn Bé 10, sinh năm 1983 quản lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 19 người liên quan đến từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long. Ngoài ra, lực lượng đã tạm giữ tang vật phương tiện tại hiện trường gồm năm bộ bài tay 52 lá đã qua sử dụng, một laptop đang kết nối với một TV phát trực tiếp các trận đá gà từ Campuchia, 22 điện thoại di động, 18 xe mô tô và tổng số tiền gần 130 triệu đồng. Hiện, lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.